Còn như kênh kiếm tiền 8.0, kiếm 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình ai góp nhận top cần nick. Đầu tiên các bạn click trên phần link mô tả, bấm nút chatbot, bấm nút ta. Bạn bấm nút ta xong cái nó hiện ra một cái giao diện gì, giao diện các bạn bấm vào nút tắt nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút click. Thì các bạn join ghi gọi là username. Rồi các bạn vào kênh Telegram gọi là username. Rồi các bạn follow theo word và ghi là username theo word. Rồi các bạn join kênh channel Telegram của nó ghi là username của mình nha các bạn. Rồi các bạn follow Facebook và gửi lại đường link profile của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút request. Ác thiệt là làm video của nó. Request Sabin Bot nha các bạn. Đang làm cái video từ anh nó đứng tầm 7. Chương trình này góp có 2.000 tốc căng nít. Xong khóa khóa bri cho các bạn nha các bạn. Bạn like nè. Các bạn tự quyết lên nè. Các bạn tự quyết là comment nha các bạn. Rồi các bạn test lại nha bạn. Rồi các bạn thoát ra nha bạn. Rồi các bạn bấm đơn. Các bạn ghi vào đây chữ đơn nha bạn. Vậy rồi bấm đơn nha bạn. Gỡ nó đòn view menu. Rồi các bạn bấm vào nút email. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào các bạn. Anh Nhân Quỳnh 591 và cầm giống cơm các bạn bấm gỡ. Rồi các bạn bấm vào nút màu xanh nha các bạn. Send. Rồi các bạn ghi lại username Telegram nữa. Enter Telegram username. Này nó khủng đi. Send. Công anh. Dự án nhầm gửi username hoài không biết. Đấy. Rồi vô menu. Rồi email xong các bạn bấm vào nút get link để lấy link get chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút wallet nha các bạn. Các bạn bắt địa chỉ với ETH EC20 của mình vô nha các bạn. Thì dự án gì đâu gỡ username tới hoài. Rồi các bạn vào ETH của mình này của mình nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ dưới lên nè. Các bạn gỡ vào nè. Gỡ cho bot nè. Gỡ nè. Rồi các bạn bấm vào balance nha các bạn. Get link wallet email rồi này. Rồi các bạn bấm vào balance nha các bạn. Con này tôi cần nó sẽ cập nhật sau nha các bạn. Thì video mình chào tạm biệt nha các bạn. Đơn giản lắm các bạn.